kỳ bí dòng nước lũ màu da cam chảy cuồn cuộn ở Nga. Nước lũ chứa axit đầu độc mọi thứ chúng chạm vào, một nhân chứng viết về hiện tượng kỳ lạ này. Mới đây, một blogger du lịch đăng tải loạt ảnh chụp nước lũ màu da cam kỳ lạ chảy gần một mỏ đồng sunfua bị bỏ hoang ở Nga. Mỏ đồng nằm gần làng Laiova trên dãy Ural. Sử dụng máy bay không người lái, blogger Alia ghi lại cảnh dòng nước cuồn cuộn chảy từ trên cao xuống trong khu vực rừng núi. Sau khi được đăng lên Instagram, loạt ảnh trở nên viral, thu hút gần 6.000 lượt thích và hơn 350 bình luận tính đến ngày 17 tháng 7. Lũ đang xảy ra ở khu mỏ và nước axit đang chảy từ trên xuống, đầu độc mọi thứ chúng chạm vào, tài khoản Instagram Alia viết trên Instagram tuần trước. Ngày 16 tháng 7, các công tố viên Nga cho biết họ đang điều tra dòng nước màu cam kỳ bí. Văn phòng công tố quận Nizhny Tagil đã bắt đầu điều tra một cơ sở xử lý nước thải từ mỏ Levitky, phát ngôn viên Marina Kanotova nói với AFP. Bà Kanotova nhấn mạnh các chuyên gia sẽ lấy mẫu để xác định xem việc xử lý nước thải có tính axit từ mỏ có tuân thủ đúng quy tắc hay không. Nhà môi trường học Andriy Voligov, chủ tịch tổ chức phi chính phủ địa phương Ecobro, viết trên Facebook rằng đây là dòng nước bị ô nhiễm. Chúng đáng lẽ ra phải được trung hòa trong một ao nước kỹ thuật nhưng ao nước đã tràn ra trong những trận mưa lớn. Năm ngoái, ông Voligov đã báo công tố viên địa phương về tình trạng này. Khi đó, các công tố viên trả lời rằng công ty phụ trách xử lý chất thải không được tài trợ đủ nên không có đủ vôi để trung hòa axit, Voligov kể. Theo truyền thông địa phương, chính quyền địa phương đã yêu cầu niêm phong khu mỏ nhưng Moscow từ chối với lý do vẫn còn tài nguyên quý giá ở đó. Ha ha ha, 问什么的说